Cho đến nay, Trăm năm cô đơn vẫn là cuốn tiểu thuyết lớn nhất của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn Colombia, người được giải Nobel Văn học năm 1982. Trăm năm cô đơn ra đời năm 1967, đã gây dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latin và lập tức được cả thế giới hâm mộ. 3 năm sau khi ra đời, vào năm 1970, Trăm năm cô đơn đã bán được hơn nửa triệu bản. Đến nay, tác phẩm đã được dịch ra 37 thứ tiếng và bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Gabriel Garcia Marquez là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20 với các tác phẩm Trăm năm cô đơn, Ngài đại tá chờ thư. Ông sinh tại Colombia vào ngày 6 tháng 3 năm 1927, trưởng thành trong một gia đình trung lưu có đến 11 người con, mà ông là con cả. Bấy giờ, bối cảnh lịch sử của Mỹ Latin vô cùng đặc biệt. Đó là thời kỳ của chính trị bất ổn kéo dài, các cuộc bạo loạn xảy ra thường xuyên, tình hình đất nước và các mối quan hệ quốc tế phức tạp. Với ảnh hưởng từ những tháng ngày tuổi thơ chứa đựng cả đắng cay lẫn ngọt ngào, cùng các tác động ngoại cảnh, tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ bất tận cho Gabriel Garcia Marquez. Con đường văn chương của ông gắn liền với hiện thực khắc nghiệt, đầy thăng trầm và thử thách. Các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng đều được nhà văn lồng ghép đưa vào các tác phẩm. Chinh phục độc giả nhờ lối kể chuyện xuất chúng, giọng văn độc đáo, lối viết hiện thực, cộng thêm một chút huyền bí. Ông mê hoặc cả thế giới trong những câu chuyện thực ảo lẫn lộn, không thể phân biệt. Gabriel Garcia Marquez tạo ra thế giới ảo dựa trên những sự kiện có thật để trào phúng thêm cái hiện thực lũng đoạn thời bấy giờ, khi mà những chuẩn mực đạo đức, chớ trêu thay, lại trở thành cái cớ cho vô vàn tội ác. Điển hình phải nhắc đến tác phẩm nổi bật nhất của ông, đó là Trăm năm cô đơn. Trăm năm cô đơn được ấp ủ khi Gabriel Garcia Marquez 17 tuổi, nhưng đành bỏ dở vì tuổi đời còn quá trẻ. Sau đó, ông không ngừng rèn luyện, thử thách ngòi bút bằng việc sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết khác để tìm ra được giọng văn riêng biệt độc nhất của mình trong tác phẩm kinh điển Trăm năm cô đơn. Năm 1965, ông tiếp tục câu chuyện giang dở và hoàn thành trong 18 tháng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Trăm năm cô đơn là tác phẩm gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Sức ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết, bất chấp dòng chảy của thời gian, vẫn kéo dài đến tận ngày nay. Nội dung xoay quanh 7 thế hệ nhà Buendia và ngôi làng tưởng tượng Macondo. Macondo là sản phẩm hư cấu nghệ thuật tuyệt vời, mà ở đó người ta chứng kiến một hành trình ra đời, phát triển hưng thịnh rồi suy tàn của một mô hình xã hội thu nhỏ. Những cuộc đời đầy ngang trái phải sống lay lắt trong nỗi nhớ và nỗi ám ảnh khôn nguôi về tội loạn luân. Thế hệ đầu tiên là José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán. Cả hai dẫu là họ hàng nhưng vẫn kiên quyết đến với nhau dưới danh nghĩa của tình yêu. Họ mặc cho những rủi ro có thể sinh ra một đứa con đuôi lợn, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, để rồi cuối cùng phải dứt áo ra đi, trốn chạy khỏi sự giày vò. Trên đường chạy trốn, cặp đôi gặp một vài người bạn. Vì chung hoàn cảnh bế tắc, họ quyết định đồng hành cùng đôi vợ chồng. Từ ấy, chuyến phiêu lưu bất hạnh về vùng đất mới chính thức bắt đầu. Tại làng, họ có hai đứa con lần lượt là José Arcadio, Aureliano Buendía và một cô con gái, Amalanta. Bi kịch thực sự bắt đầu khi cả hai người con trai chung đụng và có con với cùng một người đàn bà. Cô con gái út lại có tình cảm với chính đứa cháu trai của mình. Bức tranh tương lai u ám dường như đã được nhìn thấy kể từ cái ngày José và Úrsula không thể ngăn cản những đứa con đi theo vết xe đổ của họ. Dù cho may mắn sinh ra những đứa con không có đuôi lợn, nhưng mặt khác, sự giày xéo trong các mối quan hệ đã đẩy họ vào hố sâu của sự cô độc. Dòng họ nhà Buendía là dòng họ của những kiếp người cô đơn.
họ cô đơn trong chính căn nhà của mình, bên cạnh những người vợ, người chồng hay nhân tình. Thậm chí trong cõi vô thức, nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn bủa vây, thế hệ nối tiếp thế hệ, vẫn quanh quẩn trong cái vòng tròn nhỏ hẹp, phức tạp, để rồi sau trăm năm dài đằng đẵng, mọi chuyện kết thúc với người đầu tiên của cây dòng họ phát điên, bị trói dưới tán cây rẻ mà chết. Còn người cuối cùng vừa mới sinh ra đã bị đàn kiến ăn thịt. Ngôi làng Mokondo trải qua muôn trùng sóng gió, không thể cưỡng lại những thứ mới lạ bên ngoài, không thể chiến thắng trận chiến với đảng bảo hoàng. Những truyền thống dần bị quên lãng, rồi sau cùng bị trận cuồng phong quét sạch chẳng còn lại gì, biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Trăm năm cô đơn là thiên tiểu thuyết phản ánh thực tế ngổn ngang về các vấn đề nhức nhối của thời đại, nói về biến đổi tiêu cực của con người trước hoàn cảnh. Ta thấy rõ qua nhân vật José Arcadio Buendía, một trong những người đầu tiên lập làng. Thuở đầu, không có gì để nghi ngờ rằng ông là một nhà lãnh đạo thông minh, một trưởng làng khôn ngoan. Ông chỉ dạy cho dân làng cách trồng lúa, bẫy chim và giúp họ dựng nên những ngôi nhà thật vững chãi. José Arcadio Buendía đã tạo nên khung cảnh bức tranh ngôi làng dạo đầu vô cùng tốt đẹp, bình yên. Thế nhưng sau đó, người đứng đầu thông minh ấy lại đắm chìm, say mê vô độ với những thứ đồ ma quái do người Digan mang lại. José Arcadio Buendía mải mê nghiên cứu, tìm tòi trong phòng thí nghiệm, thực hiện các nghiên cứu khoa học, không quan tâm đến cả thế giới. Hay nghịch lý rằng, dù những đứa con của dòng họ Buendía sinh ra đều đầy đủ trí tuệ và sức khỏe cần thiết, nhưng đến tuổi trưởng thành lại khốn cùng, khánh kiệt. Chúng lao đầu vào hai thứ bản năng nhất của con người: ăn uống phè phỡn cho tới chết, hoặc chơi bời phóng tục trong nhục dục, để phạm tội loạn luân, chết trong cô độc. Tất cả bọn họ đại diện cho việc đánh mất đi bản chất tốt đẹp vốn có của loài người. Họ đều thiếu trái tim yêu thương sôi nổi. Thông điệp thật sự mà Gabriel Garcia Marquez muốn gửi đến người đọc là tình yêu sẽ giải thoát ta khỏi nỗi cô đơn. Hãy sống đúng bản chất của mình, vượt mọi định kiến và thành kiến, hòa đồng với gia đình, xã hội. Trăm năm cô đơn, dẫu cho là một tiểu thuyết kinh điển, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một tác phẩm không dễ đọc, cũng không dễ dàng tìm hiểu với những ai muốn khám phá tầng ý nghĩa ẩn sau câu chữ. Trăm năm cô đơn là sản phẩm tinh thần vô giá với sức ảnh hưởng thách thức cả dòng chảy thời đại. Đây là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc, đọc để suy ngẫm, đọc để có cơ hội trải nghiệm một bức tranh về cuộc đời huyền ảo, muôn màu, muôn vẻ. Từ đó, biết đâu lại tìm được ra điều gì cho bản thân. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn qua giọng đọc của Quỳnh Phương. Chương 1. Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendía đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá. Thời ấy, Mokondo là một làng gồm vài chục nóc nhà tranh vách đất, dựng bên bờ con sông, nước trong như pha lê, ào ào chảy qua những tảng đá nhẵn thín, trắng bong, to như những quả trứng thời tiền sử. Thế giới khi đó còn ở buổi hồng hoang, chưa có tên gọi các đồ vật, và để gọi chúng, cần phải dùng ngón tay chỉ đích vào từng cái một. Cứ vào tháng 3 hàng năm, một gia đình đi gan, sách dưới, dựng túp lều bạt ngay cạnh làng, rồi với tiếng kèn trống, om sòm, quảng cáo những phát minh mới. Đầu tiên, họ mang tới đá nam châm. Một gã đi gan lực lưỡng, râu lởm chởm, bàn tay lông lá, tự giới thiệu mình tên là Melquiades, làm ngay một trò kinh rợn trước đám đông về cái mà chính gã gọi là kỳ quan thứ 8 của các thuật sĩ luyện đá giả kim uyên bác xứ Macedon. Từ nhà này sang nhà khác, gã ta kéo hai thỏi kim loại đã nhiễm tử, và thế gian kinh ngạc khi nhìn thấy xanh, chảo, vạc, kìm, bếp lò rơi đổ ngổn ngang, đồ gỗ kêu cọt kẹt, bưởi đinh, ốc vít đang như muốn tuột ra khỏi chúng. Và hơn thế nữa, những vật bằng sắt bị mất từ lâu
bỗng lại ló ra ở ngay trong nơi chủ nó từng mất bao nhiêu công sức tìm kiếm. Rồi sau đó, mọi người bị lôi cuốn, đổ xô ra đường, lũ lượt, ồn ĩ, theo sau những trò ảo thuật đầy thích thú của Melquiades. Mỗi vật đều có cuộc sống. Giọng gã đi gan lanh lành. Vấn đề là ở chỗ biết đánh thức tâm hồn nó. José Arcadio Buendía, người có trí tưởng tượng, thường đi xa hơn cả bản thể của giới tự nhiên và vượt rất xa những phép màu và trò huyền ảo, nghĩ có thể sử dụng phát minh vô bổ ấy vào việc moi vàng từ trong lòng đất. Melquiades vốn là người cao thượng, bèn cho ông biết đồ này không dùng vào việc ấy được đâu. Nhưng José Arcadio Buendía lúc ấy vẫn không tin người đi gang có tính cao thượng, vì vậy đã đổi ngay một con lừa và một cặp dê đực để lấy hai thanh nam châm. Úrsula Iguaran, vợ ông, từng tính dùng mấy gia súc này vào việc mở rộng ngôi nhà ở của họ, vốn dĩ tồi tàn, đã không thuyết phục được ông. Ôi già, rồi chúng ta sẽ có ối vàng để xây nhà, lo gì mình ơi? Ông cãi vậy. Trong vài tháng liền, ông trần lưng làm việc để biến những dự đoán của mình thành hiện thực. Ông đào bới cặn kẽ khắp vùng, kể cả dưới lòng sông, rồi kéo dê hai thanh nam châm, khấn rõ to lời cầu nguyện của Melquiades. Thế rồi, vật duy nhất mà ông đào bới được là một bộ giáp trụ từ thế kỷ 15, bị lớp han rỉ phủ kín, bên trong như một quả bí khổng lồ chứa đầy đá. Khi José Arcadio Buendía và bốn người đàn ông trong đội khai quật của mình tháo rời được bộ giáp trụ ra, họ thấy một bộ xương người đã hóa vôi. Cổ còn lủng lẳng đeo hộp thánh tích bằng đồng, đựng mớ tóc phụ nữ. Những người đi gan trở lại làng vào tháng 3, lần này mang theo một kính viễn vọng và một kính lúp có mặt gương to bằng mặt trống. Họ trưng bày chúng như thể trưng bày phát kiến mới nhất của người Do Thái ở Amsterdam. Họ cho một cô gái đi gan ngồi ở đầu làng và đặt cái kính viễn vọng ở ngay cửa vào của túp lều bạt. Sau khi trả 5 đồng real, dân chúng ghé mắt vào kính và họ thấy cô đi gan ở ngay trước mặt, chạm tay vào được. Khoa học đã rút ngắn khoảng cách, Melquiades quảng cáo. Chẳng bao lâu, khỏi cần phải ra khỏi nhà mình, con người vẫn biết được bất kỳ điều gì xảy ra trên trái đất. Một buổi trưa nóng bỏng, bọn họ biểu diễn một trò khủng khiếp bằng chiếc kính lúp khổng lồ. Sau khi trồng một đống cỏ khô ở giữa đường, họ lấy kính lúp chiếu tia mặt trời vào. Thế là đống cỏ bùng cháy. José Arcadio Buendía, người vẫn chưa nguôi nỗi buồn về sự thất bại của việc dùng nam châm tìm vàng, lại nảy ra ý định sử dụng phát minh này như một thứ vũ khí. Một lần nữa, Melquiades lại khuyên can ông, nhưng rồi chính Melquiades phải nhận lại hai thanh nam châm và nhận thêm 3 đồng tiền thời thuộc địa để đổi cho José Arcadio Buendía chiếc kính lúp. Úrsula khóc lóc thảm thiết, số tiền ấy là một phần của túi tiền vàng mà cha bà đã tích góp trong suốt cuộc đời ăn đói mặc rách, và bà đã phải chôn chúng dưới gầm giường, chờ dịp cấp bách mới dám tiêu đến. José Arcadio Buendía, ngay đến ý định an ủi vợ cũng không có, đã vội dốc toàn lực vào những việc thí nghiệm với đam mê của một nhà khoa học, và hơn thế nữa, còn dấn thân vào những nguy hiểm chết người. Để làm rõ hiệu quả của kính lúp đối với quân địch, chính ông đã tự mình đứng ngay vào vùng ánh sáng, là nơi kính lúp hội tụ tia nhiệt mặt trời, và ông bị bỏng. Những vết bỏng này đã trở thành ung nhọt, phải mất nhiều thời gian mới chữa lành. Rồi suýt nữa, ông đốt nhà vì không thể chịu nổi những lời rỉa rói của bà vợ, người từng cảnh giác trước nỗi nguy hiểm của phát minh này. Ông ở lì trong phòng nhiều giờ liền, tính toán về những khả năng chiến lược của thứ vũ khí mới sáng chế, cho đến khi viết được một bản chỉ dẫn mạch lạc có tính sư phạm và đầy sức thuyết phục. Ông gửi nó cho nhà chức trách, kèm theo nhiều bằng chứng kinh nghiệm bản thân và vài bản vẽ thuyết trình. Ông giao nó cho một sứ giả mang đi. Người này đi xuyên rừng, bị lạc trong đầm lầy đáng sợ, vượt qua những con sông cuộn sóng, suýt nữa thì mất mạng vì thú dữ, vì thất vọng và dịch bệnh. Trước khi tìm thấy con đường mà những con lừa của người đưa thư vẫn qua lại, mặc dù đường đi đến thủ đô thời ấy là rất khó khăn, José Arcadio Buendía đã dự định sẽ chế tạo rất nhanh thứ vũ khí này nếu như chính phủ ra lệnh thử nó ngay trước mặt các nhà quân sự.
và ông sẽ đích thân hướng dẫn cho họ về nghệ thuật phức tạp của chiến tranh sử dụng năng lượng mặt trời. Trong nhiều năm liền, ông mong thư phúc đáp của chính phủ. Cuối cùng, chán trường vì chờ đợi, ông đành phải than phiền với Melquiades về sự thất bại của công việc vừa ở bước khởi đầu. Vậy là người Digan lại có dịp bày tỏ tư chất cao thượng của mình, trả lại ông những đồng tiền đô bông để lấy lại chiếc kính lúp. Ngoài ra còn để lại một số tấm bản đồ của người Bồ Đào Nha cùng một vài dụng cụ đi biển. Tự tay mình, Melquiades còn viết một bản tổng kết chặt chẽ về những nghiên cứu của thầy tu Heckman, rồi đặt vào vị trí của nó để ông có thể sử dụng kính thiên văn, la bàn và thước đo góc 60 độ. Trong những năm tháng mưa dài lê thê, José Arcadio Buendía ở lì trong cái phòng nhỏ ở cuối nhà để không bị một ai quấy rầy trong lúc làm thí nghiệm. Nhờ hoàn toàn bỏ thói quen ăn ngủ đúng giờ, ông ở ngoài sân suốt đêm để theo dõi đường đi của các vì sao và suýt nữa mắc bệnh đau đầu vì ý muốn xây dựng một phương pháp chính xác để tìm phương Nam. Khi đã thành thạo sử dụng các dụng cụ, ông có ý niệm về một khoảng không gian mênh mông cho phép ông đi thuyền trên những vùng biển xa lạ, đến những miền đất hoang vu không bóng người và kết bạn với những nhân vật hiền hách mà không cần phải ra khỏi bàn làm việc của mình. Đấy là thời kỳ ông mắc tật nói một mình, đi dạo khắp nhà chẳng để ý tới ai. Trong lúc Ursula và bọn nhóc nhổ cỏ trong vườn, chăm bón chuối và khoai sọ, sắn và củ từ, bí ngô và cả rái dê, không một dấu hiệu báo trước nào, bỗng nhiên ông ngừng mọi hoạt động để chìm đắm trong suy tưởng. Vài ngày liền, ông cứ như người bị bỏ bùa mê, thì thầm nhắc đi nhắc lại cho mình nghe hàng loạt những phỏng đoán đầy kinh ngạc mà không cần tin vào sự hiểu biết của chính mình. Cuối cùng, vào giờ ăn trưa, một ngày thứ ba tháng chạp, ông sổ tung tất cả nỗi căng thẳng trong tâm tưởng mình. Bọn trẻ cả đời sẽ nhớ mãi vẻ trang trọng của cha chúng khi ông ngồi vào đầu bàn, người run rẩy như lên cơn sốt, gầy rộc đi vì công việc quan sát kéo dài và vì lòng chua xót bởi trí tưởng tượng công bố cho chúng biết phát kiến của mình. Trái đất tròn như thể quả cam ấy, bà Ursula không còn chịu được nữa. Nếu có điên thì mình ông điên thôi, bà gào. Xin chớ có nhồi sọ bọn trẻ những ý nghĩ bông lung của mình nhé. José Arcadio Buendía lặng thinh, không để cho mình sợ hãi trước cơn thất vọng của bà vợ, mà trong lúc bực mình đã quẳng chiếc kính thiên văn xuống sàn nhà, làm nó vỡ toang. Ông lập tức làm cái khác và tụ tập đàn ông cả làng ở ngay trong phòng nhỏ. Rồi bằng thứ lý thuyết khó hiểu đối với bọn người này, ông đã chứng minh cho họ thấy khả năng trở lại điểm xuất phát ban đầu nếu cứ nhằm hướng đông cho tàu thuyền chạy. Cả làng nhất loạt đồng ý rằng José Arcadio Buendía đã mất trí. Giữa lúc ấy, Melquiades trở lại để dàn xếp mọi việc. Ông công khai biểu dương trí thông minh của con người bằng việc đơn thuần nghiên cứu thiên văn đã xây dựng nên một lý thuyết từng được công nhận trong thực tiễn. Mặc dù cho đến lúc ấy, ở làng Macondo vẫn chưa ai biết tới, và để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình, ông đã tặng lại José Arcadio Buendía một phòng thí nghiệm giả kim sẽ gây ảnh hưởng quyết định đối với tương lai của làng này. Vào thời ấy, Melquiades già đi nhanh đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Trong những chuyến đầu tiên đến làng này, hầu như ông cùng trạc tuổi với José Arcadio Buendía, người hiện vẫn giữ được sức khỏe vâm váp của mình, cái sức mà chỉ cầm hai tay con ngựa có thể quật ngã nó, thì người Digan dường như đã bị suy nhược bởi những đau đớn khủng khiếp. Thực ra đó là hậu quả của rất nhiều thứ bệnh lạ lùng do ông nhiễm phải trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Theo chính lời Melquiades kể với José Arcadio Buendía, trong lúc giúp ông dựng phòng thí nghiệm thì thần chết đuổi theo ông khắp miền. Nó cứ đánh hơi ống quần ông mà theo giết, song vẫn không túm được ông. Cuộc đời ông là cả một cuộc trốn chạy, trước không biết bao nhiêu thứ tai ương đã giáng xuống đầu cái giống người. Ông qua khỏi bệnh phong ở Ba Tư, bệnh hoại huyết ở quần đảo Malaysia, bệnh hủi ở Alexandre, bệnh phù thủng ở Nhật Bản, bệnh dịch hạch ở đảo Madagascar, nạn động đất ở Sicily và nạn đắm tàu xảy ra thường ngày ở eo biển Magadane.
cái con người kỳ vĩ đó. Người từng nói rằng mình nắm được các bí quyết của Nostradam, là một người mang vẻ u sầu bởi mặt trời buồn bao quanh ông. Với con mắt Á Châu, dường như đã biết được mặt trái của sự vật. Ông dùng một chiếc mũ rộng vành màu đen, nom như cánh quạ xòe, và chiếc áo nỉ khoác ngoài bị rêu xanh hàng thế kỷ phủ lên. Nhưng dù có sức hiểu biết quảng bác là thế, và có môi trường hoạt động bí hiểm là thế, ông vẫn có một tư chất người, một tư chất thế tục, là cái làm cho ông gắn bó với những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày. Ông than vãn về những mệt mỏi của tuổi già, do phải chịu đựng hoàn cảnh kinh tế túng thiếu. Và từ lâu, ông không mỉm cười vì bệnh hoại huyết đã nhổ hết răng. José Arcadio Buendía hiểu rõ rằng cái buổi trưa ngột ngạt, Melquiades đã bộc bạch những riêng tư của đời mình, mãi mãi sẽ là ngọn nguồn của một tình bạn vĩ đại. Bọn trẻ đầy thán phục trước những câu chuyện huyền thoại của ông. Aureliano, lúc ấy chưa quá 5 tuổi, sẽ phải nhớ suốt đời hình ảnh Melquiades mà cậu đã được nhìn thấy. Ông ngồi để cho ánh sáng chói chang trắng bạc từ cửa sổ chiếu vào mặt. Trong lúc mồ hôi ròng ròng chảy lên hai thái dương và với giọng nói trầm vang của cây đại phong cầm, ông đã rọi ánh sáng vào những miền tăm tối nhất của trí tưởng tượng. José Arcadio, ông anh cậu, có lẽ sẽ di lại cho con cháu mình cái hình ảnh kỳ diệu ấy, như di lại một kỷ vật truyền đời. Trái lại, Ursula thì giữ mãi kỷ niệm xấu về chuyến thăm viếng ấy, bởi vì bà bước vào phòng đúng lúc Melquiades do đãng trí đã làm vỡ một chai thủy ngân. Đó là mùi của quỷ dữ phải không? Bà hỏi. Hoàn toàn không phải, Melquiades bảo chữa. Người ta xác minh rằng quỷ dữ có mùi diêm sinh, còn thứ này chẳng qua chỉ có mùi thủy ngân thôi, thưa bà. Lúc nào cũng với tác phong sư phạm, ông làm một cuộc trưng bày về những đặc tính quái đản của chất ngân sa. Nhưng Ursula chẳng hề để ý mà thản nhiên mang bọn trẻ đi cầu kinh. Cái mùi tử thần ấy gắn rất chặt với kỷ niệm về Melquiades, sẽ mãi mãi lưu lại trong trí óc bà. Phòng thí nghiệm thô sơ, chỉ thấy hàng lô những phễu, bình lọc, bình chứa và những chiếc dây, bao gồm một bình cơ bản vốn là những bình thủy tinh cổ dài và hẹp mô phỏng theo chiếc bình giả kim và một nồi cất được người Digan làm theo đúng mẫu miêu tả chiếc nồi cất có ba cánh tay của bà Maria người Do Thái. Ngoài ra, Melquiades còn để lại 7 thứ kim loại tượng trưng cho 7 hành tinh, các hình mẫu về Moise và Sosimo, một cục vàng giả và một cuốn sổ có ghi những lời chỉ dẫn và hình vẽ miêu tả các quá trình của thuật giả kim vĩ đại. Những thứ này cho phép người nào biết giảng giải chúng sẽ có ý định hành nghề chế tạo đá giả kim. Bị cách thức làm vàng giả tưởng như quá đơn giản này quyến rũ, trong vài tuần liền, José Arcadio Buendía tán Ursula cho mình đào lên số tiền vàng để nhân số vàng này lên gấp bội. Trước tính gàn của ông chồng, Ursula phải nhượng bộ như trước đây vẫn nhượng bộ. Thế là ông đổ 30 đồng đô blông vào chảo trộn lẫn chúng với bột đồng, bột diêm sinh và bột chì. Rồi ông để chúng trong một chảo sâu và đun cách thủy trên bếp lửa cho tới khi chúng chảy ra, biến thành một thứ nước siro đặc quánh, khét nồng khét nặc, giống kẹo cháy nhiều hơn là giống vàng. Suốt trong quá trình trưng cất vất vả đầy thất vọng, chất hợp kim này cùng với 7 thứ kim loại tượng trưng cho 7 hành tinh được ngâm trong dung dịch thủy ngân đặc và muối sunfat. Sau đó chúng lại được ngâm trong chảo mỡ lợn, vì không có dầu củ cải nên phải thay bằng mỡ lợn, để đun cách thủy trên bếp lửa. Cuối cùng, số vàng quý giá của Ursula sau quá trình đun nấu công phu đã hóa thành một thứ giống như thứ cháo đặc sệt, cháy thành than, bết chặt lấy đáy chảo, không tài nào gỡ ra được. Năm sau, khi những người đi gan lại đến, Ursula đã cố ngăn dân làng không đi xem họ. Nhưng tính hiếu kỳ bao giờ cũng thắng nỗi sợ sệt. Bởi hôm ấy, Tốp Đi Gan chạy đi khắp làng thổi kèn khua trống inh ỏi, loan báo sẽ trưng bày thành tựu kỳ ảo nhất của những người Nacian Seno. Thế là cả làng đổ xô đến xem. Trả một xu vào cửa, họ đều ô a khi thấy một Melquiades trẻ trung, khỏe mạnh, da rẻ căng bóng,
với hàm răng mới, ngay ngắn, trắng bong. Những ai từng nhớ hàm răng móm mém vì bệnh hoại huyết, đôi má tóp và đôi môi thâm xịt của ông sẽ phải dùng mình kinh ngạc trước thí nghiệm đầy sức thuyết phục về những khả năng siêu việt của người đi gan. Dân chúng chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang sợ hãi khi nhìn thấy Menkiades moi hàm răng ra mới nguyên, được cắm trên hai lợi, rồi chìa cho mọi người xem một lát. Và trong giây lát thoáng qua, Menkiades lại trở thành chính cái con người già lụ khụ của những năm trước. Sau đó cắm chúng lại vào lợi, rồi mỉm cười với tất cả sức trẻ trung vừa được khôi phục lại. Ngay đến cả Jose Arcadio Buendia cũng phải thừa nhận rằng hiểu biết của Menkiades đã đạt tới những đỉnh cao quá sức tưởng tượng. Nhưng rồi ông cảm thấy một niềm vui lành mạnh hơn khi người đi gan giải thích riêng cho ông về cách thức trồng răng giả. Điều đó khiến ông thấy vừa đơn giản vừa kỳ diệu, khiến cho ông chỉ từ đêm đến sáng mất ngay hứng thú trong việc nghiên cứu thuật giả kim. Ông trở nên lầm lì, khó tính và lại ăn uống thất thường, lại suốt ngày chỉ đi lại trong nhà. Ngoài đường xảy ra biết bao nhiêu kỳ lạ không thể tưởng được. Ông nói với Ursula, ở bên kia sông, vâng, chính ở đó có đủ loại máy móc kỳ diệu, trong khi đó chúng ta vẫn sống như những con lừa. Hết thảy những ai biết ông từ thuở lập làng Macondo đều ngạc nhiên thấy dưới ảnh hưởng của Menkiades, ông đã thay đổi nhường nào. Thoạt đầu, Jose Arcadio Buendia là một vị trưởng già trẻ, người vẫn thường bảo ban dân chúng trong việc trồng cấy, khuyên nhủ cách nuôi dạy trẻ nhỏ và gia súc, cộng tác với mọi người, ngay cả trong việc dùng đến sức mạnh cơ bắp để đưa đời sống chung của làng đi lên ngày một khấm khá và yên bình hơn. Bởi vì ngôi nhà của ông ngay từ lúc đầu đã là đẹp nhất làng, và những ngôi nhà khác đều được làm theo hình mẫu của nó. Có cửa ra vào rộng và sáng sủa, có một phòng ăn làm theo kiểu hành lang vây, xung quanh trồng hoa màu sắc rực rỡ. Có hai phòng ngủ, một cái sân rộng với cây rẻ khổng lồ, một cái vườn cây thẳng hàng và một vườn cỏ rộng, mà ở đấy nào dê, nào lợn, nào gà sống thành bầy vui vẻ. Những con vật duy nhất bị cấm nuôi không chỉ ở trong nhà này mà ngay cả trong làng là những chú gà trọi. Đức cần mẫn của Ursula sánh ngang được chồng. Bà mảnh khảnh nhưng năng nổ, kiên nghị. Người đàn bà run rẩy mà chẳng ai nghe thấy tiếng hát trong suốt cuộc đời, là người có mặt ở khắp nơi mọi chốn, kể từ khi trời vừa bừng sáng cho đến khi tối mịt, lúc nào cũng bận bịu với đàn gà kêu chíp chíp. Nhờ có bà, nền nhà đất nện không chút bụi, tường đất không vấy bẩn, bàn ghế giường tủ do chính bàn tay vợ chồng bà làm nên lúc nào cũng sạch sẽ, và những dương hòm cũ đựng quần áo lúc nào cũng dịu thơm mùi húng rồi. Jose Arcadio Buendia vốn được tiếng tháo vát nhất làng, đã bố trí các hướng nhà theo nguyên tắc từ đó đều có thể đi thẳng ra sông và không nhà nào phải gánh nước vất vả hơn nhà nào, tạo những con đường chạy thật khéo để mọi nhà đều chịu nắng như nhau vào mùa nóng. Chỉ trong ít năm, Macondo đã là một làng ngăn nắp gọn gàng và chuyên cần hơn bất kỳ làng nào trong số những làng được 300 cư dân ở đây biết tới cho đến lúc bấy giờ. Thực tế, đó là một làng hạnh phúc, là nơi chưa một ai ngoài 30 tuổi và chưa hề có người chết. Kể từ những ngày đầu lập làng, Jose Arcadio Buendia đã làm bẫy và làm lồng chim. Chẳng bao lâu, không chỉ trong nhà ông mà trong tất cả các nhà của làng này đều đầy chim. Nào chim tổ treo, chim hoàng yến, chim cổ đỏ, chim azulejo. Tiếng chim líu lo inh ỏi khiến Ursula phải lấy sáp ong bịt lỗ tai lại để khỏi mất cảm giác thực. Khi những người đi gan thuộc bộ tộc của Menkiades đến đây lần đầu tiên để bán những viên thuốc đau đầu, thì ai nấy đều kinh ngạc tự hỏi và hỏi nhau bọn người này làm sao có thể tìm đến làng mình, một cái làng chìm trong hơi mù của đồng lầy. Và những người đi gan thú nhận rằng họ đến được là nhờ tiếng chim hót dẫn đường. Những tập tục tốt đẹp nhưng còn sơ đẳng ấy trong một thời gian ngắn đã bị cuốn tuột đi chỉ bởi cơn đam mê đá nam châm, bởi những tính toán thiên văn, bởi những mộng mơ biến chỉ thành vàng
và bởi những thèm khát được biết những kỳ quan thế giới của José Arcadio Buendía. Vốn là người hoạt bát và sạch sẽ, ông đã trở thành một người lười nhác, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm đến mức Úrsula phải dùng con dao thái thịt cạo cho nó gọn lại. Không thiếu người cho rằng ông là nạn nhân của một thứ bùa yểm quái quỷ nào đó. Nhưng những người tâm đầu ý hợp với cơn điên của José Arcadio Buendía đã bỏ công việc và gia đình để theo ông. Khi ông đặt lên vai mình bộ đồ nghề thợ mộc và yêu cầu mọi người cùng giúp tay mở một con đường để làng Macondo có thể giao tiếp với những phát minh lớn của loài người. José Arcadio Buendía hoàn toàn mù tịt địa lý vùng này. Ông chỉ biết về hướng đông là dãy núi không thể vượt qua được, và ở phía bên kia dãy núi là thành phố cổ Lio Ocha, nơi trong những thời đã qua, theo như lời ông nội Aureliano Buendía thứ nhất kể với ông, tên cướp biển Francis Drake rất ham mê môn thể thao, dùng đại bác săn cá sấu, sau đó lột da, nhồi rơm rồi đem chúng tiến dâng nữ hoàng Isabel. Trong thời trai trẻ của mình, ông đã cùng với những người bạn mang vợ, con cái, gia súc cùng nồi niêu bát đĩa vượt qua dãy núi này để tìm đường ra biển. Nhưng sau 26 tháng ròng rã, bọn họ đã phải bỏ cuộc và đành phải lập ra làng Macondo để khỏi phải trở về chốn quê cũ. Đó là con đường ông không hề thích, vì nó chỉ có thể dẫn ông trở lại thời quá vãng. Ở phía nam là những hồ nước phủ kín thứ rong bèo lâu đời và cả một thế giới đầm lầy mênh mông, mà theo lời chứng của những người đi gan thì nó không có bờ bến. Đầm lầy ấy biến mất về phía tây với một mặt nước trắng xóa, trải đến nơi sắc nước lẫn vào màu trời, là nơi có bộ cá kình gồm những con vật có nước da mềm mại, có đầu và cổ của người phụ nữ. Với ma lực của bộ vú khổng lồ, chúng vẫn thường làm cho những người đi biển mất mạng. Những người đi gan phải hết 6 tháng trời đi thuyền trên con đường thủy ấy để cuối cùng gặp được một soi đất liền, là nơi những con lừa của người đưa thư qua lại. Theo tính toán của José Arcadio Buendía thì khả năng duy nhất để giao lưu với nền văn minh bên ngoài là con đường hướng Bắc. Vậy là ông phân phát đồ nghề thợ mộc và khí giới săn thú cho chính những người từng đi với ông trong chuyến đi tìm và thành lập làng Macondo, rồi tự tay nhét la bàn, bản đồ vào ba lô và bắt đầu cú thám hiểm quá táo bạo này. Trong những ngày đầu, họ không gặp một trở ngại đáng kể nào. Họ men theo bờ đá lổn nhổn, đi ngược dòng sông, cho tới nơi mấy năm trước từng đào được bộ giáp trụ thế kỷ 15. Rồi từ đó, theo con đường mòn, len lỏi qua những cây cam dại, đi sâu vào rừng rậm. Cuối tuần thứ nhất, họ giết và quay thịt một con nai, nhưng bảo nhau chỉ ăn một nửa, phần còn lại ướp muối, dành cho những ngày tới. Với tính toán thận trọng ấy, để duy trì cuộc thám hiểm, họ ăn vẹt đuôi dài, một thứ thịt xanh lè có vị hắc của xạ hương. Sau đó, khoảng hơn 10 ngày liền, họ không được nhìn thấy mặt trời. Đất dưới chân họ lại ẩm thấp và nhão nhoét, giống như tro tàn của núi lửa. Và cây cối ngày một rậm rạp, hiểm hóc hơn. Tiếng chim kêu vượn hú ngày một xa dần, và quang cảnh lại trở nên mãi mãi buồn tẻ. Những người trong đoàn thám hiểm cảm thấy buồn phiền vì những ký ức cổ xưa nhất của mình trỗi dậy trong cái thiên đường ẩm ướt và quạnh hiu này. Còn xa xưa hơn nữa, cả cái thiên đường mà ở đó giống người đã phạm tội tổ tông, là nơi ủng ngập sâu trong thứ nước bùn giống như dầu bốc hơi, và những con dao dựa phải hạ xuống chém ngang thân những cây hoa loa kèn trắng và những chú kỳ nhông vàng ươm. Trong suốt cả một tuần, hầu như không ai nói lấy một lời. Với bộ ngực tức thở bởi những không khí khô nóng, tanh mùi máu, cứ nín lặng đi hệt như kẻ mắc chứng mộng du trong một thế giới ảm đạm. Hầu hết chỉ được soi sáng nhờ lửa đom đóm lập lòe. Họ không thể quay lui vì con đường được mở ra theo dấu chân họ chẳng bao lâu đã bị thứ cây cỏ mới, lớn nhanh tưởng như trông thấy được, lấp mất lối. Đừng sợ, José Arcadio Buendía nói, cốt nhất đừng để mất phương hướng, không rời mắt khỏi la bàn. Ông hướng mọi người đi về phía bắc, cho tới khi họ bắt gặp một vùng đất thú vị.
Đó là một đêm tối mịt mùng không trăng sao, nhưng lại là một đêm thoáng đãng nhờ không khí mới mẻ và trong trẻo. Qua chuyến xuyên rừng dài ngày, ai nấy mệt phờ, bèn vội mắc võng. Và lần đầu tiên trong 2 tuần, họ say sưa ngủ. Khi thức dậy, mặt trời đã lên cao, họ đều hào hứng. Trước họ là một chiếc tàu Tây Ban Nha khổng lồ, màu trắng và bụi bặm, nổi lên giữa những cây dương xỉ và trà là trong ánh sáng ban mai dịu dàng. Nó nằm nghiêng về mạn phải, những mảnh buồm rách còn treo trên những cột buồm nguyên vẹn, nằm giữa đống thừng trão kết hoa nguyệt quế. Thân tàu được lớp vẩy cá ép đã hóa đá và lớp rêu xanh phủ kín, hoàn toàn bị gắn chặt xuống nền đá. Toàn bộ cấu trúc của nó dường như chiếm cứ cả một khung cảnh riêng, cái khung cảnh cô đơn và lãng quên, cái khung cảnh được bảo vệ trước sự phá phách của thời gian và chim chóc. Ở bên trong tàu mà những người thám hiểm đã khéo léo mở được cửa, không có gì khác hơn là một rừng hoa chen kín. Việc bắt gặp con tàu này dấu hiệu tỏ rằng biển đã gần kề, như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa nhiệt tình của José Arcadio Buendía. Ông cho rằng nó như một lời nhạo báng cái số phận trớ trêu của mình. Khi đi tìm biển, dù phải trả giá đắt với biết bao hy sinh và khó nhọc thì không thấy, còn giờ đây không đi tìm thì lại thấy nó lù lù hiện ra như một trở ngại không cách gì vượt qua nổi. Rất nhiều năm sau, đại tá Aureliano Buendía có dịp trở lại vùng này khi nó đã có một đường bưu điện. Vật duy nhất của chiếc tàu ấy mà chàng bắt gặp là một mạn tàu cháy nham nhở nằm giữa đồng hoa mỹ nhân thảo. Thì chỉ đến lúc đó chàng mới nhận ra cái câu chuyện ấy chẳng qua chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cha mình. Chàng tự hỏi làm sao con tàu ấy lại có thể tiến sâu vào cái địa điểm nằm ngay trên đất liền này. Nhưng José Arcadio Buendía không cần bận tâm như vậy. Khi sau 4 ngày đi bộ, ông đã gặp được biển, cách chỗ con tàu khoảng 12 km. Những mơ ước của ông đã tan biến trước mặt biển màu xám cho, ngầu bọt và bẩn tươi. Thật không bỏ cái công ông đã khó nhọc trong chuyến mạo hiểm của mình. Con cờ, ông gào toáng lên. Macondo bị nước vây quanh rồi. Cái ý niệm về một bán đảo Macondo cứ lớn lên trong thời gian dài, được thể hiện trên tấm bản đồ nhiều sai lầm mà José Arcadio Buendía đã vẽ nó vào lúc đoàn thám hiểm của ông trở về. Ông vẽ nó mà lòng đầy giận dữ, do đó đã quá cường điệu những khó khăn giao lưu với bên ngoài. Ông làm thế như là để trừng phạt ngay chính mình vì tội thiếu cân nhắc cặn kẽ khi chọn địa điểm này để lập làng. Sẽ chẳng bao giờ chúng ta đi tới đâu được, ông thở than trước mặt Ursula. Chúng ta đến mục giác trong khi còn sống ở đây mà chẳng thể nào được hưởng những lợi ích của khoa học đem lại. Cái ý nghĩ sáng tỏ ấy được nung nấu vài tháng trong phòng thí nghiệm đã dẫn ông tới việc thai nghén kế hoạch chuyển Macondo đến một địa điểm thích hợp hơn. Nhưng lần này, Ursula đã nhất mực phản đối cái kế hoạch vội vàng của ông. Trong quá trình vận động thầm lặng và khéo léo của một người đàn bà cần mẫn, bà đã chuẩn bị cho đám các bà vợ trong làng chống lại mọi sự hời hợt của các ông chồng, đã bắt đầu chuẩn bị để lại lên đường. José Arcadio Buendía không biết từ bao giờ và vì sức chống đối nào mà các kế hoạch của ông cứ lộn nhào trong mớ bòng bong, những nguyên cớ và mâu thuẫn, để rút cục chúng chỉ còn là một ảo tưởng đơn thuần. Ursula chăm chú theo dõi ông, theo dõi cho đến khi bà mủi lòng thương. Ấy là buổi sáng bà gặp ông ở căn phòng cuối nhà. Trong lúc sắp xếp dụng cụ của phòng thí nghiệm vào các hòm, ông lải nhải dự tính những ước mơ khi di chuyển được làng. Bà để cho ông làm xong. Bà để cho ông đóng đinh các hòm lại và dùng cành oải hương chấm mực viết tắt tên họ của mình lên trên mà không hề than thở một lời. Nhưng bà hiểu rằng ông thừa biết, vì bà nghe thấy ông nói ra trong các cuộc độc thoại rằng những người đàn ông trong làng sẽ không tham gia kế hoạch di chuyển. Chỉ đến khi ông gỡ cánh cửa phòng ra, lúc ấy bà mới dám hỏi vì sao ông làm thế. Và ông chua xót trả lời, bởi vì không ai đi thì chúng mình sẽ cứ đi. Ursula vẫn bình tĩnh. Chúng mình cũng không đi đâu hết, bà nói. Chúng mình ở tại đây bởi vì ở đây chúng mình đã sinh hạ được một đứa con.
Một khi chưa có người thân chết để chôn dưới đất, thì chúng ta vẫn cứ là những kẻ không quê hương bản quán. Với lòng kiên nhẫn, bà nhẹ nhàng: Nếu cần thiết, tôi phải chết để các người ở lại đây. Tôi sẽ chết. José Arcadio Buendía không tin vợ mình lại nghiêm túc và quyết tâm đến thế. Ông thuyết phục bà bằng phép mầu nhiệm của mình, bằng lời hứa về một thế giới huyền ảo, nơi chỉ cần giỏ mấy giọt nước thần xuống đất là đủ để cây đơm trái theo ý nguyện của người trồng, nơi thuốc men và phương tiện chữa bệnh cho con người được bán với giá rẻ. Nhưng Úrsula vẫn điềm nhiên trước những lời đường mật có sức thôi miên của ông. Thôi, xin ông hãy bỏ những ý nghĩ viển vông ấy đi và hãy lo cho các con, bà nói. Hãy nhìn chúng kìa, thảm chưa? Ôi, những đứa trẻ không được chăm sóc theo đúng ý lành của Thượng Đế. Nom chúng chả khác gì những con lừa. Lần nữa, José Arcadio Buendía chăm chú nghe từng lời của vợ. Ông nhìn qua cửa sổ và thấy hai đứa trẻ đi chân đất ở ngoài vườn nắng và có cảm giác rằng chỉ đến lúc ấy chúng mới bắt đầu tồn tại. Ông để ý tới chúng nhờ lời khẩn cầu của Úrsula. Vậy là có một cái gì đó đã xảy ra bên trong ông. Cái gì đó thiêng liêng và có thực lôi ông ra khỏi thời hiện tại của mình và đưa ông trôi dần vào cõi nguyên sơ của dòng ký ức. Trong lúc Úrsula quét nhà, ngôi nhà mà giờ đây chắc chắn bà sẽ gắn bó cả đời mình với nó, ông ngồi đắm đuối nhìn những đứa trẻ cho đến khi thấy mắt mình đẫm lệ. Ông lấy mu bàn tay chùi đi, thở phào một cách nhẹ nhõm, rồi dõng dạc nói: Thôi được, nào, bà bảo chúng đến giúp lôi các thứ trong hòm ra. José Arcadio, đứa lớn, đã 14 tuổi. Cậu có cái đầu vuông vức, tóc dễ che và chỉ muốn làm theo sở thích riêng, y hệt tính cha. Mặc dù to lớn và có sức mạnh cơ bắp, nhưng rõ ràng mới ở tuổi này, cậu đã để mất trí tưởng tượng. Cậu được hoài thai và sinh ra trong lúc mọi người đang khó nhọc vượt núi. Ấy là lúc trước khi thành lập làng Macondo. Cha mẹ cậu cảm tạ Thượng Đế khi xem xét khắp người cậu, không thấy có bộ phận nào là của con vật. Aureliano, người đầu tiên sinh ra ở Macondo, sẽ lên 6 tuổi vào tháng 3 tới. Cậu bé lặng lẽ và cô đơn. Cậu đã khóc trong bụng mẹ và lọt lòng với đôi mắt mở thao láo. Trong khi người ta cắt rốn cho cậu, thì cậu ngọ nguậy cái đầu từ bên này sang bên nọ, như để làm quen với các vật bày trong phòng. Và với tính tò mò không sợ hãi, dò xét khuôn mặt của đám đông. Sau đó, mặc kệ những ai đến gần để xem mình, cậu cứ chăm chú nhìn lên mái nhà ọp ẹp đang đe dọa sập xuống dưới sức ép khủng khiếp của cơn mưa. Một ngày nọ, cậu bé Aureliano mới lên 3 tuổi bước vào nhà bếp. Giữa lúc Úrsula nhấc nồi canh ra khỏi bếp và đặt nó lên bàn, và chính trong ngày ấy bà mới nhớ lại sức nặng của cái nhìn ấy. Cậu bé thập thò ở ngoài cửa nói: Nó sẽ đổ đấy. Cái nồi đã được đặt chắc chắn trên bàn, nhưng bỗng nhiên, đúng y như lời cậu bé dự báo, nó bỗng rung lên bần bật rồi lăn ra mép bàn như có sức đẩy từ bên trong và vỡ toang từng mảnh trên sàn nhà. Úrsula hoảng sợ kể lại câu chuyện với chồng, nhưng ông giải thích nó chỉ là như một hiện tượng tự nhiên. Ông vẫn thường như thế, luôn luôn không để ý đến sự có mặt của các con mình, phần vì coi tuổi thơ như một giai đoạn thiếu trí tuệ, và phần vì lúc nào ông cũng quá đam mê trong những lý thuyết hư vô. Nhưng kể từ buổi sáng gọi bọn trẻ đến giúp mình tháo dỡ các dụng cụ của phòng thí nghiệm ra khỏi thùng, ông đã dành cho chúng những giờ khắc quý báu của mình. Trong căn phòng biệt lập mà bốn bức tường ngày một dày đặc các bản đồ khó hiểu và các bức họa huyền thoại, ông dạy chúng đọc, viết, làm toán và nói với chúng về những điều kỳ diệu của thế giới, không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của sự hiểu biết mà nhiều khi còn vượt xa trí tưởng tượng của ông. Thí dụ, bọn trẻ học được rằng ở một miền đất tận cùng Nam Châu Phi có những người rất đỗi thông tuệ và hiền lành đến mức niềm vui duy nhất của họ là được ngồi suy tư, và rằng người ta có thể lội qua biển Ege bằng cách nhảy từ đảo này sang đảo khác cho đến tận cảng Salonik. Những buổi học kỳ thú này đọng lại như khắc vào ký ức bọn trẻ. Đến mức nhiều năm sau, một phút trước khi viên sĩ quan quân đội Bảo Hoàng ra lệnh cho đội hành hình nổ súng, đại tá Aureliano Buendía đã sống lại buổi chiều tháng 3 êm đềm,
Cái buổi chiều, cha chàng bỏ dở bài học vật lý đầy hào hứng, với một tay giơ lên và đôi mắt lim dim để đón nghe từ xa vọng đến tiếng kèn, tiếng trống, tiếng lục lạc của người đi gan. Đã nhiều lần tới làng đang dùng bên quảng cáo phát minh mới nhất đầy kinh ngạc của các nhà thông thái xứ Memphis. Đó là những người đi gan mới, cả đàn ông lẫn đàn bà đều còn trẻ, chỉ biết chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Họ là những vật mẫu khả ái về nước da bóng mịn và bàn tay thông minh, mà những điệu nhảy và âm nhạc của họ gieo niềm vui ồn ào trên mọi nẻo đường làng. Họ mang theo những chú vẹt lông nhuộm đủ màu, có thể ngâm những bài dân ca Ý. Con gà mái đẻ trăm quả trứng vàng theo nhịp trống pandereta. Con khỉ đã được dạy dỗ đoán điều anh đang suy nghĩ. Cỗ máy vạn năng vừa đâm cúc vừa làm hạ cơn sốt. Chiếc máy để quên trong những ký ức buồn hoặc dữ. Lá cao để quên thời gian và hàng nghìn phát minh khác. Tất cả đều rất khéo léo và kỳ thú, đến mức Jose Arcadio Buendia cũng muốn chế ra cái máy nhớ để có thể nhớ tất cả. Chỉ trong chốc lát, họ làm thay đổi cả xóm làng. Người dân Macondo bỗng chốc bị lạc đường ở ngay chính quê hương mình, vì họ đang ngây ngất trước cái hội chợ phong phú này. Dắt tay từng đứa trẻ để chúng khỏi bị lạc trong đám đông hỗn độn, đụng hoài phải những người làm trò ảo thuật có hàm răng mạ vàng và những người múa rối có sáu cánh tay, ngột ngạt trong mùi dầu hồi và mùi bạc hà do đám đông phả ra. Jose Arcadio Buendia đi tìm Melquiades để ông ta giảng giải cho những bí mật không lường hết được của nỗi trăn trở huyễn hoặc ấy. Tìm mãi, cuối cùng ông cũng đến nơi Melquiades vẫn thường dựng lều, nhưng lại gặp một người Armeni lầm lì, nói tiếng Tây Ban Nha, đang quảng cáo một thứ nước siro có phép tàng hình. Ông ta uống đánh ực cốc nước pha hổ phách, trong lúc Jose Arcadio Buendia rẽ đám đông đang trố mắt xem để hỏi thăm Melquiades. Người đi gan trố mắt nhìn ông trước khi tàng hình vào một vũng nước hắc ín, đặc sánh và nóng hổi. Từ đó vọng lên câu trả lời: Melquiades chết rồi. Hoảng hốt với cái tin dữ này, Jose Arcadio Buendia chết lặng, cố vượt qua nỗi thống khổ cho đến khi đám người xem bỏ đi theo lời mời chào của các trò ảo thuật khác và vũng nước của người Armeni đã hoàn toàn bay hơi. Sau đó, mấy người đi gan khác cũng khẳng định với ông rằng Melquiades đã chết vì sốt rét tại những cồn cát ở Singapore và thi hài của ông ta đã được ném xuống vùng nước sâu nhất của biển Java. Bọn trẻ không để ý đến tin này. Chúng nũng nịu đòi cha dẫn đi xem phát minh mới lạ của các nhà thông thái xứ Memphis. Được quảng cáo ở ngay cửa ra vào của quán hàng, theo như lời đồn, nó thuộc về Hoàng đế Salomon. Chúng đòi ráo riết, đến mức Jose Arcadio Buendia phải trả 30 đồng real vào cửa và dẫn các con mình tới giữa quán hàng, là nơi có một người khổng lồ, thân thể lông lá, có cái đầu cạo nhẵn, mũi đeo khuyên đồng, cổ chân đeo xiềng sắt nặng trịch, đang canh giữ một chiếc hòm bí mật. Khi người khổng lồ mở nắp, từ trong hòm phả ra một luồng hơi lạnh buốt. Trong hòm chỉ có một khối trong suốt với những lỗ nhỏ li ti, mà khi ánh hoàng hôn chiếu vào, bỗng lấp lánh đủ sắc màu như các vì sao. Lòng đầy hoang mang vì biết các con mình đang đợi một lời giải thích tức thì, Jose Arcadio Buendia chỉ dám thầm thì nói: đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Không phải, người đi gan chữa lại, đó là nước đá. Không hiểu gì, Jose Arcadio Buendia giơ tay định sờ vào, nhưng gã khổng lồ gạt phát ra: muốn sờ nó phải đưa thêm 5 đồng real nữa. Gã nói. Jose Arcadio Buendia đưa 5 đồng tiền real rồi đặt bàn tay lên tảng nước đá. Ông giữ yên vài phút trong lúc tim đập dồn dập, khi vừa lo sợ lại vừa thích thú được tiếp xúc với vật diệu kỳ này. Không biết nói gì hơn, ông móc túi trả thêm 10 đồng nữa để các con ông cũng được sống cái cảm giác diệu huyền mà ông đang có. Cậu bé Jose Arcadio không dám sờ. Trái lại, Aureliano hùng hổ tiến lên một bước, đặt bàn tay vào nhưng lại rụt ngay ra. Eo ơi, bỏng kinh! Cậu hốt hoảng kêu. Nhưng cha cậu không để ý đến lời cậu. Đầy cảm kích trước sự hiển nhiên của vật kỳ ảo, ông quên bén sự thất bại của bao công việc viển vông của mình.
quên bén cái tử thi Melquiades bị ném xuống biển làm mồi cho cá mực. Ông trả thêm 5 đồng dean nữa, rồi với bàn tay đặt trên tảng nước đá, như để trình bày một lời chứng kiến trên kinh thánh, thốt lên: "Đây là một phát minh lớn nhất của thời đại chúng ta." Hết chương 1, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương 2, tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của tác giả Gabriel Garcia Marquez. Và đừng quên bấm theo dõi kênh Quỳnh Phương Entertainment để tiếp tục đón nghe các tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng thế giới.